Quá nóng, mừng khai trương, Shopping Red Roblox giảm 50% tất cả các sự kiện. Vòng quay trúng siêu VIP chỉ một ổ bánh mì. Vòng quay siêu đặc biệt 18.000 robot tỷ lệ trúng cực cao. Và còn rất nhiều ạc nhân phẩm đặc biệt chỉ với giá 19k. Nhanh chân ghé shop, quẹo lửa các tình yêu ơi. Chân thành cảm ơn tất cả anh em vì luôn dành ra chút thời gian quý báu của mình để quay trở lại và tham gia vào bảng hải tặc Bình Red. Trong khi bạn đang băn khoăn về sức mạnh thật sự của năm vị trưởng lão có liên quan gì đó đến vũ trụ, sau khi vị trưởng lão này được tiết lộ cái tên thật là Zega Sia Saturn hay không, thì người đứng đầu thống trị thế giới Imsama đến nay vẫn còn là bí ẩn, chưa có bất cứ ai bên ngoài biết được. Nhưng các thông tin về Imsama đang dần lộ diện nhiều hơn với các dữ liệu mà mình đã tìm thấy. Cái tên thật của Im không hề được viết một cách đơn giản, mà nó là Imu. Vậy thì Imu có nghĩa là gì? Một số thông tin về trái ác quỷ cũng được tiết lộ. Nó có vài điểm yếu khiến chúng ta phải suy ngẫm. Đầu tiên là khi bất kỳ một ai đó ăn trái ác quỷ thì ma sen bên trong cơ thể của họ sẽ biến đổi để mang được năng lực thần bí bên trong cái loại trái ác quỷ này, và cũng như một loại liều thuốc giúp họ thay đổi cấu trúc có tạo nên cơ thể của mình. Điều này đã xảy ra một cái tác dụng phụ được cho là bị nghiền rũ bởi biển cả, khiến cho họ không thể nào bơi được nữa. Trong khi không một ai thắc mắc rằng tại sao trong thế giới One Piece toàn nước là nước. Điểm yếu thứ hai là khi tiếp xúc với hải lòng thạch, thì sự biến đổi cấu trúc bên trong cơ thể cũng sẽ bị diễn ra nhưng mà rất hạn chế, mà họ thậm chí là còn bị suy yếu sức mạnh đến mức kỳ quệ. Mà hải lâu thạch này lại có nguồn gốc từ Wanawak, cho những người thợ rèn ở đây mới đủ khả năng chế tác nên hải lâu thạch, một loại đá được cho là không thể bị phá hủy theo cách thông thường. Dĩ nhiên ngoại trừ một loại sức mạnh đặc biệt được gọi là Haki Bá Vương đẳng cấp cao, thứ cực hiếm tồn tại trên thế giới, nó chỉ xuất hiện trong những người có khí chất của bậc đối vương. Mà Haki lại là sức mạnh khắc tinh của trái quỷ. Thế thì mọi sự liên kết lần này mình muốn nhắc đến là gì? Dĩ nhiên video này mình sẽ đưa ra giả thuyết liên quan đến những thứ kể trên, và đặc biệt nhất chính là tên trái quỷ của Imsama. Không dài dòng làm tốn thời gian của anh em nữa, hãy ấn cái nút like video này và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ở chặng đường phía sau anh em nha. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Trái quỷ được xem là tượng trưng cho linh hồn của ác quỷ. Nó được Zavra cho biết rằng mỗi trái có một cái linh hồn riêng biệt. Nếu như một kẻ nào đó ăn được một trái ác quỷ mà lại gần cái trái quỷ khác thì sẽ nổ tung. Nhưng khoa học lại chứng minh rằng khi người dùng ăn hai trái ác quỷ thì cơ thể của họ mới phát nổ mà chết. Tuy nhiên thì chúng ta lại chưa thấy bất kỳ một ai phát nổ mà chết do ăn trái ác quỷ cả. Đến cả việc lấy một cái ví dụ minh họa mà tác giả Oda cũng không hề cung cấp, và tất cả cũng chỉ là những tin đồn. Râu đen là một minh chứng điển hình cho việc sở hữu hai trái ác quỷ, hắn ta không hề nổ tung cơ thể mà chết. Marco cho biết lý do chính xác, râu đen có một cái cấu trúc cơ thể đặc biệt, điều này hoàn toàn độc lạ bình thường. Sau sự kiện đó, Inzama liệt râu đen vào trong danh sách những kẻ bị cho là nguy hiểm số 1 thế giới. Bên cạnh râu đen còn có công chúa Vivi, Shirahoshi và Luffy mũ rơm. Họ là bốn nhân vật khiến chính quyền thế giới lo lắng. Nếu Luffy có liên quan đến trái quỷ truyền thuyết thì hẳn râu đen cũng có liên quan đến giải mã bí mật về trái quỷ, thứ mà chính quyền thế giới tung tin rằng ăn hai trái quỷ có thể nổ tung cơ thể. Trong khi râu đen sở hữu hai trái quỷ mạnh nhất hai hệ, trái Yami mạnh nhất hệ Logia, trái Gram mạnh nhất hệ Paramecia, và dĩ nhiên Luffy là Hito mạnh nhất hệ Zon. Giả sử như râu đen sở hữu hai trái quỷ mạnh nhất của hai hệ trên thế giới hiện tại, cùng với việc nắm giữ bí mật sở hữu thêm những trái quỷ khác, thì tại sao Imsama lại không tiêu diệt râu đen bằng mọi giá? Dựa vào sự kiện ở Lulusia, chúng ta có được loại sức mạnh hủy diệt nào đó bắn ra 16 tia sáng số sổ hòn đảo này, thì có thể cho rằng chính quyền thế giới chỉ cần tìm thấy tung tích của băng râu đen ở đâu đó, cho một phát bắn tương tự là xong, đỡ mỗi ngày. Điểm này cho thấy chính quyền thế giới không hề lo sợ bất cứ cái kẻ nào ăn trái quỷ cả. Vậy thì tại sao? Rất có khả năng cao, chính quyền thế giới biết đến cách để khiến cho những người ăn trái quỷ trở nên vô dụng. Điển hình như dùng hải lâu thạch hoặc dùng nước để khiến cho kẻ ăn bị suy yếu. Nước là một cái loại năng lực đến nay mà chúng ta cho rằng sẽ là sức mạnh vô địch trên thế giới này nếu như có một ai đó ăn cái loại trái quỷ như nước. Dĩ nhiên nước sẽ xếp hạng vào hệ Logia. Đến 3/4 của thế giới là đại dương, bóng tối có thể hút cả ánh sáng nhưng dường như không thể nào hút được nước, bởi tính chất tự do và vô định của nước sẽ khiến cho kẻ ăn trái quỷ bị suy yếu khi tiếp xúc. Râu đen muốn khắc chế những kẻ ăn trái quỷ thì cần chạm vào người của họ, nhưng với trái quỷ nước thì vẫn sẽ khiến cho kẻ khác suy yếu từ xa. Chỉ cần làm cơ thể của người khác dính nước thì dù cho có haki vẫn không thể nào kháng cự được. Đó chính là quyền năng tối thượng nhất của One Piece, cũng chính là sức mạnh gột rửa lịch sử của thế giới trong hàng trăm năm qua mà không một ai biết. Tại sao những phiến đá cổ đại lại có thể bị phân tán khắp mọi nơi trên thế giới? Nếu như không được con người vận chuyển thì bạn nghĩ điều gì đã xảy ra? Đó chính là sức mạnh của cái cơn đại hồng thủy. Sức mạnh của nước như một dòng nó upstream có thể bắn cả một hòn đảo như Yaya bay lên trên trời, thì tại sao nó lại không làm được điều đó với lại một cái phiến đá cổ đại? Và người bị nghi ngờ sở hữu trái quỷ sức mạnh tối thượng này chính là Imsama. Tác giả Oda tiết lộ chuyện này từ khá lâu, tuy nhiên rất ít ai có thể biết được vì nó quá đơn giản với cái tên của nhân vật. Tên đầy đủ của Imsama là Imu, người Nhật có cách chơi chữ của riêng họ. Imu dịch ra là tôi, nhưng nếu như chúng ta đảo ngược lại thì theo tiếng Anh hay tiếng La Mã, Imu sẽ là Umi. Điều kỳ diệu bắt đầu từ đây, Umi dịch ra có nghĩa là đại dương, và cái tên người đứng đầu chính quyền thế giới lại có mối liên kết lớn với toàn bộ One Piece. Đây là một cái câu chuyện về thế giới của hải tặc. Những lực lượng được nhìn thấy chỉ là hải quân và hải tặc mà không hề có cái kiểu như lính cứu hỏa hay là hình sự, đúng không nào? Thế giới One Piece được liên kết với nhau bởi tất cả các hòn đảo, phần còn lại bị chia cắt bởi đại dương. Nếu muốn từ nơi này đến nơi khác thì phải đi bằng thuyền,
và nó hoàn toàn khác biệt so với thế giới thật mà chúng ta thấy. Và chứng tỏ trong lịch sử Hoàng Bì đã có những sự biến đổi để khiến trái đất chỉ tồn tại những hòn đảo mà không có các lục địa. Dữ liệu liên kết tốt cho câu chuyện về các hòn đảo và đại dương là đất nước Wano. Wano vốn dĩ là một quốc gia rộng gấp 3 lần của hiện tại, nhưng nó được bao bọc bởi các dãy núi xung quanh do những người dân ở đây tạo ra. Nước mưa xuống đã không ra bên ngoài được và nhấn chìm Wano. Để tồn tại thì họ phải tiếp tục xây dựng cái hòn đảo ở phía trên để có thể duy trì được quốc gia này. Nghĩa là đã từng có một cái siêu lục địa tồn tại, nhưng một lượng nước khổng lồ đã đổ xuống trong lịch sử của Wano khiến cho tất cả các phần thấp của mặt đất bị nhấn chìm. Để tồn tại thì tất cả những người sống sót phải tìm cho mình một cái nơi cao nhất có thể. Red Line chính là nơi cao nhất tồn tại, chỉ những người thuộc chủng tộc Lunarian khi đó mới có thể bay và sinh sống ở nơi này. Họ gọi những người biết bay này là các vị thần sống sót trong cái môi trường khắc nghiệt, mà thật ra ẩn ý là họ không thể bị nhấn chìm bởi nước vì khả năng bay của mình. Nhưng có thứ gì đó đã tạo ra sự chia cắt, nhấn chìm thế giới, chính là trái quỷ của hiện tại, thứ mang sức mạnh đặc biệt bậc nhất trong Wano. Chính xác hơn thì trái quỷ Umi no Mi, người sở hữu nó chính là Imsama. Hắn đã tạo ra một cơn đại hồng thủy trong Wano trong một cái cuộc chiến lớn khi mà liên minh cùng 20 quốc gia khác khiến cho quân quốc cổ đại bị nhấn chìm. Dĩ nhiên một cuộc chiến tranh lớn bao giờ cũng bắt đầu từ những mâu thuẫn nhỏ. Quân quốc cổ đại đã có sự chuẩn bị cho tình huống này. Họ không thể chống cự lại được sức mạnh khủng khiếp của đại dương, nên đành lợi dụng sức mạnh của nước để đưa những phiến đá cổ đại ghi chép lại những thông tin về lịch sử, vũ khí cổ đại phân tán khắp mọi nơi. Theo như giáo sư Clover, họ đã sử dụng một loại đá không thể nào bị phá hủy chứ không thể dùng sách vở để ghi chép được. Và chắc chắn nếu như để sách giấy cho thi dòng nước thì chỉ còn lại cái nịt. Nên cái lưu giữ tốt nhất lịch sử là dùng loại đá đó và kèm thêm một số công nghệ định vị đặc biệt để chỉ ra nơi mà họ bị nhấn chìm thông qua sự kết nối của 4 tấm hồng phiến. Lại tiếp tục nói về sự khác biệt của trái quỷ và hải lâu thạch, mình đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Dường như trái quỷ được tạo ra trước tiên để đại diện cho ước mơ của con người. Họ muốn được trở thành cái này, trở thành cái kia và khao khát được thực hiện. Với sức mạnh của khoa học quân quốc cổ đại thì trái quỷ đầu tiên được tạo ra và trái quỷ này sẽ cung cấp đến cho thế giới cái điều cần thiết nhất theo như thiếu thốn của họ ở hiện tại. Theo như Vergeben cho biết thì nguồn năng lượng vĩnh cửu được làm từ một cái ngọn lửa, chứng tỏ vào thời điểm nào đó vương quốc cổ đại tồn tại thì thế giới là một vùng đất rất khắc nghiệt. Với năng lượng vĩnh cửu như mặt trời thì vùng đó sẽ bị biến thành một cái nơi thiếu thốn nước trầm trọng. Và dĩ nhiên ước mơ đầu tiên là sẽ tạo ra một cái thứ gì đó mang đến khả năng cung cấp nguồn nước cho thế giới, và từ đó trái quỷ Umi ra đời thông qua sức mạnh của khoa học. Nó sẽ không thể bị hạn chế bất cứ thứ gì, nó cũng chính là thứ duy nhất mang đến cuộc sống thịnh vượng cho tất cả các chủng tộc trên thế giới. Đây chính là lý do mà vương quốc cổ đại được biết đến là quốc gia cai trị thế giới trong hòa bình, phát triển nhất trong lịch sử. Nhưng sự đố kỵ và cũng chính là mâu thuẫn của các quốc gia khiến họ muốn sở hữu riêng cho mình cái loại sức mạnh đó. Giống như bất kỳ ai giành lấy một cái trái quỷ này sẽ trở thành bá chủ thế giới. Và thế là cuộc chiến đã nổ ra giữa 20 quốc gia cùng vương quốc cổ đại để giành lấy bảo vật này. Ý nghĩa của nó như là thanh thu thủy trong quốc Wano hay là trái quỷ xối thần Inu no Mi của Yamato. Đó chính là những tiết lộ quan trọng đúng không nào? Và cuối cùng thì người giành lấy được trái quỷ này chính là Imsama, người thống trị thế giới của hiện tại. Nhưng để che giấu bản chất xấu xa của chính quyền thế giới thì họ bắt buộc phải nghiêm cấm tìm ra lịch sử chiến tranh của họ. Quyền chính quyền thế giới hiện tại là những kẻ vì lợi ích cá nhân mà phá bỏ đi sự hòa bình vốn có của nhân loại, khiến các chủng tộc trên thế giới bị chia rẽ, đánh đuổi thần tộc Lunarian để có thể sống trên nơi cao nhất của thế giới, không bị ảnh hưởng bởi những cơn đại hồng thủy do chính trái quỷ Umi tạo ra. Và ở video sau mình sẽ lại tiếp tục tìm hiểu rõ hơn về cái điều đó. Nếu như video này được sự ủng hộ nhiệt tình của anh em, mình sẽ nghiên cứu thêm và cho ra một cái phần nữa. Cuối cùng thì cũng đừng quên like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin thành cảm ơn tất cả anh em rất nhiều.